Mến chào các chị em và các bạn. Hôm nay em Miếu sẽ chia sẻ công thức làm bánh pizza bằng nồi chiên không dầu, rất là tiện lợi cho nhà bạn nào không có lò nướng. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Phần vỏ bánh mình sẽ dùng 70g nước ấm, thêm 5g đường, cho thêm 3g men nở, rồi bây giờ trộn đều nó lên. Cho thêm 10g dầu ăn và trộn đều lên một lần nữa. Trộn đều lên xong mình sẽ cho vào 120g bột mì đa dụng và 3g muối. Mình cứ trộn cho đến khi thấy bột khô nó ngấm hết vào và tạo thành một khối. Khi bột nó đã quyện thành khối như vậy thì các bạn vừa xoay cái tô, mình vừa miết cái miếng bột như vậy. Xong mình sẽ đậy nó lại và ủ trong khoảng 60 phút cho nó nở lên gấp đôi. Sau khi đã ủ xong thì mình mang nó ra ngoài mặt phẳng. Áo thêm một ít bột khô cho đỡ dính tay, rồi mình sẽ nhồi sơ nó lại. Do nồi chiên của mình nhỏ cho nên mình sẽ chia làm hai phần để nướng hai lần. Mình cuộn từng phần lại cho nó thành hình tròn. Rồi đậy lại cho nó nghỉ 15 phút nữa. Trong thời gian đó mình sẽ đi chuẩn bị cái phần để phía trên mặt. Ở đây mình chỉ sử dụng xúc xích và phô mai. Mình sẽ cắt nhỏ xúc xích ra. Sau khi bột đã nghỉ xong 15 phút thì mình sẽ bắt đầu làm. Cái phần bột còn lại các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Còn cái phần bột này bây giờ mình sẽ cán cho nó mỏng ra theo hình tròn. Lòng nồi chiên không dầu của mình nó chỉ có khoảng 18cm, cho nên mình sẽ cán cho cái miếng bột này nó có đường kính khoảng đó luôn. Cán mỏng ra xong thì mình sẽ cuộn cái vành nó vào như vậy, để lát nữa bánh mình nướng xong á, nhìn cái viền nó sẽ dày và đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào lòng nồi chiên luôn. Mình kéo và sửa sao cho cái miếng bột nó tròn đẹp ha. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái nĩa, mình tạo những cái khoảng lỗ nhỏ ở bên dưới đế bánh như vậy. Rồi mình sẽ quét một lớp tương cà lên, nó sẽ giúp cho cái đế bánh của mình nó thêm mềm. Tiếp theo là mình cho phô mai sợi lên. Cuối cùng mình phủ thêm một lớp xúc xích nữa là xong. Xong mình sẽ cho vào nồi và nướng ở 140 độ trong khoảng 15 phút. Các bạn cứ cho nhiệt nhỏ hơn lò nướng một xíu là được. Hết thời gian nướng mà mình thấy bánh vàng như vậy là được nha. Lúc này thì mình có thể cắt ra và thưởng thức liền. Bánh vừa nướng xong thì cái đế bánh của nó rất là mềm, có lớp phô mai kéo sợi kèm xúc xích thơm và ngon. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn đã theo dõi.